Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Hiện tại bây giờ thì ngày hôm nay thì Khải thấy BH trước biệt cũng là một cao thủ nằm trong top 10 server. Nhớ không lầm là top 10 server. Tầm này có vẻ như là anh ta không update hạng nè, không có update hạng. Không update hạng. Đây, top 1 Thế Yên này, thấy chưa? 112 cấp. Thì chắc chắn là đang sẽ là nằm top 10 server rồi anh em. Đó. Và hôm nay thì có vẻ là chưa cập nhật hạng. Khải sao đồ cho anh em xem nha. Đây, hôm nay thì đánh được 98 mạng, 218 đồ bơ và tử vong 64 lần. Top 2. Rồi, ok, được Khải show đồ từ giờ có gì đây. Liên chạm nhiều, liên chạm được, hôm nay liên chạm có 7. Ok, trước biệt Thúy Yên xong đau anh em, Thúy Yên đau nha. Tạo giờ hạng không cập nhật rồi. Đây được rồi. Một cái nón 18-20. Một nón phòng thủ 18-20. Một dây chuyền 12. Một cái áo 40-19-87. Hai cái món này sẽ kích cái nón như nè. Kích cái nón phòng thủ làm chậm khá là đẹp. Rồi kháng lôi, một cây vũ khí kháng lôi 27. Nỗ lực 51. Nỗ lực 51. Đại lưng kháng lôi 30. Dày kháng lôi 27. Ây xa kháng lôi khá là nhiều nha. Một cái nhẫn kháng băng thì dân chúng độc. Một cái kháng lôi 540. Và một cái nhu tình cực phẩm. Một nhu tình cực phẩm 25. Tính ra set đồ này thì phòng thủ khá là cao. Phòng thủ khá là cao luôn nè. Phòng thủ set đồ này thì đánh liên đó thì ok đó. Thì phòng thủ cao nè. 18 này với 12 là 30. 30 cái này 25 là phòng thủ được 55. Ui phòng thủ quá cao luôn nè mà. Quá chắc luôn. Rồi hiện tại đang có cho mình 60 chậm thôi. Set đồ này 60 chậm thôi nè. 60 chậm và 15 kháng băng, 30 chúng độc. Rồi không có chón luôn, sẽ đồ này không có chón luôn nha nè. Sẽ đồ này không có chón nữa, coi tổng sơ qua thì đại ạc này bèo bèo âm kháng lôi chắc khoảng 27. Ngang ngang Khải, tầm này Khải có 27 chứ ạc này chắc âm khoảng 30. Thì được coi lượng kháng lôi ạc này bao nhiêu đây. 27 này, 27 với 12 này là 39. Cho âm 29 này, cho âm 29 là còn cái giá chiên là 10. Trừ vũ khí ra dưới giá chiên là còn dương 10 này. Dương 19 nữa là 29. Dương 15 nữa là 44. 29 với 15 44. Rồi đai lưng 30 sẽ được là 74. Và set đồ này là 74 với cái này là 94.01 dương. Ok, set đồ này 75+1. Phòng thủ 75+1 anh em ơi. 75+1 luôn, không sai đâu, không sai vào đâu được. Tại vì trừ cái âm của vũ khí với cái gia truyền 2 đây thì cấp này âm chắc còn 29 điểm nè. Âm còn 29 kháng lôi. Thì còn lại dương 75 cộng 20 mấy á, thì được 75+1 kháng lôi. Trong sơ đồ, với sơ đồ này thì không hiểu ứng chó nữa. Đánh thì Khải nghĩ giao tranh rất là khó. Không hiểu ứng chó luôn. Kiểu này bởi giờ đang chụp chỉ cái thở đứng im thôi, không làm được gì nữa. Còn phòng thủ này thì Khải nghĩ trụ được với đường môn nè, ok luôn. Đường môn sấy chắc còn khó chết lắm. Còn như Khải thì Khải không phòng thủ nên là sấy Khải rất là dễ chết. Mỗi người đi theo một hướng riêng thôi. Rồi ok, set đồ này thì cũng chỉ được 45 chậm thôi nè, không được 80. Phòng thủ khá là cao. Kháng lôi 75+1. Rồi ok, chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho BH trước biệt, cũng là một trong cao thủ nằm top server anh em ơi. 112 cấp thì nằm top server ấy. Rồi đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha. Hôm nay cũng được top 2 tổng kim. Khải tiếp tục soi người tiếp theo.